Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog nhé. Hôm nay dạ mình nấu món đồ chay cho mình ăn các bạn. Sườn non các bạn. Sườn non chiên. Đây làm đây các bạn. Giá chung giao ăn cái này nè. Hằng ngày cũng ăn cái này nè. Đi vô. Cái đầu lửa hả? Que. Đây nghe rồi, rồi bỏ. Bỏ đó một niềm ha. Ừ, sao? Kể gì đó. Như là nó có chim. Đường. Ừ. Hai muỗng đường ha. Nó đắt thêm, bỏ vô nó nhiều quá, nó cũng nghe mùi tâm đó. Rồi, mùi tâm. Đây mình chiên sườn non mà. Sườn không? Một chai các bạn. Xả vô nữa, xả là mình sắc rồi. Rồi bỏ vô em. Đừng có lắc hộp. Đừng có lá, đừng có dở. Bây giờ mình xà, mình chiên lên sườn non. Đây bây giờ chín rồi các bạn. Ra chỗ khác rồi hộp. Thơm rồi đó. Rồi, ok. Ui dạ. Về tới cắt đậu cũng khó nè. Không bể luôn đâu gì đâu. Ít mà. Chạy đâu vậy hậu? Làm gì vậy hậu? Trời ơi à. Quậy vô vô cái mặt vô giờ chạy. Đây giờ ngon rồi nè. Hết sảy. Đây. Bây giờ mình sẽ xào đậu que, đậu bún các bạn. Đậu que, đậu rồng chứ. Hai cái cùng chung luôn. Cái này chắc chín trước rồi nè. Coi vô trước ha. Ừ. Thôi vô, bỏ vô đây vô. Em chờ hồi nó nóng dữ nữa. Tại rồi sẽ trộn lên một cái trong đó. Trộn lên xong cái mình bỏ đậu đồng vô luôn, đậu đều nó chín rồi, rồi bỏ đậu đồng vô luôn. Có nhiều quá. Năm tế được hết. Hay bỏ nó để nó ăn mùi lên tâm, mùi tâm lắm. Không có ngon. Cái đường ha, ngọt nha em. Cha
sao đó. Rồi, ngay rồi. Rồi, rồi. Rồi, tính rồi nè. Rồi, rồi, trời lửa Phật lên cái này là ngon lành. Bữa nay ăn chay các bạn ơi. Bị bắt ăn chay rồi, chứ không phải bị... Không, chối. Hợp lý, làm liền đi. Chừng làm xong cái thấy gom lại. Chín rồi các bạn, cho mình dọn cơm ăn các bạn. Ngon không ạ? Tột chai thôi mà ngon nè. Thôi, mình ăn cơm thôi. Đồ chai. Này không có gì hết đồ chai ha. Đó hết nữa bị chèo. Phải. Rồi. Được chưa? Được chưa? Qua đây. Qua đây chút. Đó, vậy. Mà thế là ha. Ăn các bạn. Bữa cơm cho gia đình. Mưa không sao giấu rồi. Còn bự em không tập diễn ai. Dạ con chút. Xác sĩ. Xác sĩ. Không đổ của anh đâu. Chứ ta chăng con. Có hai cây rồi, đưa đây. Để đây con. Cho mẹ nữa. Chào em nè. Thôi ăn cơm thôi, ăn cơm tiếp thôi. Để tôi đang là ốc đá. Làm lâu quá. Không hiểu quá. Học chế. Quá tài đi. Biết nói gì đúng không ạ? Thưởng nè. Tao đồng ngon không? Dạ. Con đã ăn rồi. Con không có lửa lên kìa. Siro phụ nó kêu uống thêm chứ không uống gì không, siro ông ngoại gọi nó uống gì không.
uống vậy nó mặn nó ngọt ngọt á. Ừ. Nhưng mà anh đi ăn đi uống không biết uống hết chưa? Đặt con dùng mãi chưa? Không mãi có rồi. Ăn nha, uống ít lại nha. Thấy cây bún bây giờ. Ông ngoại cháy hở rồi. Nó đôi. Giọng nó tới khát chết quá. Ừ. Giờ cho mình nha. Ăn tên nhìn vô. Em muốn nước hồi nó không hết được. Cái tạp chuyên gia chị á. Mà khỏi uống nước. À, hồi nào tôi có miếng nè. Cái này có chua mà. Đây, cái rau này có chua. Ê. Ừ. Sao vậy? À, chúng ta cạo hậu. Cạo đầu. Quy y cho hậu quy y. Quy y tam bảo. Bởi con đâu phải nhập. Nhập môn đạo Phật đâu, không nhập đạo Cao Đài mà. Ừ. Cạo luôn. Không phải múc đâu. Cái ngày nó đài lắm. Cái ngày nó múc qua mà đài. Nó ăn mà. Ê, đẩy đài chén với anh vậy mới được nè. Nghe chưa? Bắt mấy đầy chén vậy nha, phải 4 5 chén vậy mới được nha. Chứ mất cơm này ăn ha. Mấy món cơm thêm. Cố hết tay. Muốn rượu no. Cố hồi ăn mất chén cơm nè. Dạ. Nào phá ra nó phá mình mà không để lấy ý nó buồn nó đi kìa. À. À. Nào, nó đến sao sao lên mình nó có lửa. Đó, đi nói tôi uống hết cháo mà em kỳ vậy.
Vô nha, với cơm lạnh mẹ. Cô già chào. Chào, chào. Bữa cơm đạm bạc đón 2 tháng 9, mừng 2 tháng 9 phải không? Có nè, mừng 2 tháng 9 theo món này phải không? Mà ăn vậy ngon nha. Xin chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã làm kênh những video của cuộc sống nhà trọ. Các bạn nhìn nhưng mà anh thích bao lâu? Lâu lâu lâu. Nhưng mà cái đó của nhà trọ gì? Không. Cái đó không có nói á, cái đó của toilet gì? Nhưng cái đó là trong buồng. Còn cái nhà trên nữa, chứ không phải là khen chống nhà trọ. Đó là trong buồng. Thì mình đã trọ nhưng mà ở gần nhà ba mẹ, gần nhà em, mẹ, gần nhà em á. Mình sẽ xuống chơi. Thì vậy nói cho khán giả biết đó. Vậy giờ nói đi. Đó không phải là cái toilet đâu, đó là cái nhà trong buồng, còn cái nhà trên nữa. Trong buồng trong buồng rộng lắm. Mình đang nhà sao mà. Này là nhà sao thôi. Rộng lắm. Thế em chịu. Sao nhà ba mẹ đâu có mình không có nhà em. Trong cái truyền hình. Truyền hình ghế salon. Thôi